ở Mỹ đi bán cờ game nha. Anh ơi, các bạn nào không có đâu. Đời sống ở Mỹ muôn màu muôn mặt, thấy không các bạn, thấy không, tội nghiệp ha. Các bạn biết mùa này là nó mát đó nha, tới mấy mùa nắng nó còn khổ nữa, tội lắm. Vô trong những cái khu mà của những người mà sống gọi là dân nghèo, dân trung lưu á, các bạn thấy mới thấy đời sống của nước Mỹ nó như thế nào. Nó chật vật. Các bạn thấy không? Có những người người ta nghèo quá, người ta phải sống như vậy đây. Các bạn thấy chiếc xe vậy nè. Đấy. Đó, họ để vậy đó, cái họ đi, họ đậu mấy cái chỗ như vậy. Chiếc xe các bạn biết chạy đi, tại vì khi mướn nhà mắc quá. Các bạn thấy không? Đấy. Đời sống mà ở bên Mỹ là nó muôn màu muôn mặt lắm. Không phải là mình chê nước Mỹ hay gì, nhưng mà mình muốn quay cho các bạn thấy thì các bạn thấy rằng cái xã hội Mỹ nó muôn hình muôn vẻ, người nghèo người giàu nó đủ thứ hết, nó xã hội đồ. Lại đây cho các bạn xem người ta bán buôn nè, cái những người mà nghèo họ đi bán buôn, họ đi kiếm từ đồng từ các cái tội lắm. Vào trong cái khu mà gọi là trung tâm của thành phố, lâu lắm rồi mình mới vào đây. Hồi đây, hồi xưa tại có còn đất đai trong này cho người ta thuê còn hay vào. Bây giờ có một chuyện gì lâu lâu mới được vào, mới vào lại. Các bạn thấy người ta tìm đủ mọi cách để họ mưu sinh nữa rồi. Hồi nãy một chiếc xe bắt cà rem, chắc các bạn nghĩ rằng ở bên Mỹ làm gì có mấy chuyện gì, phải không? Đấy, các bạn thấy không nè, ta bán đồ ăn, xe ta bán đồ ăn mà. Các bạn thấy đời sống của những người dân trung lưu trong này, họ tất tần tật lắm. Họ có thể mưu sinh bán, tìm đủ mọi cách để đặng họ kiếm ra đồng tiền để đặng mà sống trên cái đôi chân của mình. Các bạn thấy đa số trong đây là dân Mexico nhiều, dân Mexico nhiều. Các bạn thấy nó muôn hình muôn mặt lắm. Một lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem cái miếng đất hồi xưa, cái khu mà nó giải tỏa, để các bạn thấy rằng những cái thành phần mà gọi là dân quan rồi đó, ở bên này nó hay, thằng Mỹ nó hay cái là khi có cái chuyện gì nó không muốn đụng vào thì nó để cho dân sự làm, nhưng mà khi những cái mà nó mang tính cách tầm cỡ quốc gia đó thì thằng chính phủ nó mới đụng vào, lúc đó là nó mới quản chế. Mà nó quản chế rồi anh cãi cỡ nào cãi, là quyền lợi quốc gia là trên hết, là anh phải ao, là nó hốt anh à. Chứ không phải Việt Nam mà 10 người một cái khu đó giải tỏa, 100 hộ, 99 hộ đồng ý, một hộ xuống kia tụt quần khóc lóc rồi đi làm dân quan rồi nhảy đông đổng, không có chuyện đó. Mỹ không có chuyện đó. Là ông bạn mà ra tòa nó còn phạt lại nữa, các bạn biết đó, nó còn phạt lại nữa. Chứ hơi giỡn rồi. Ăn cà game bà hả? Cà game nó làm bằng dừa ngó. Anh chị em các bạn thấy cuộc sống ở trong cái gọi là đô thị á, những cái trung tâm thành phố lớn, những cái trung tâm đô thị của mỗi cái tiểu bang á, đây là nó, đây nó gọi là cáp trò mà, là cái trung tâm đô thị lớn á, nó hút cọp không. các bạn thấy không, đời sống Mỹ rồi đâu phải giống như Việt Nam mình đâu. Các bạn sống trong Việt Nam phải nói là, tôi nói các bạn phải nói là các bạn rất là may mắn á, chứ không phải là ai qua Mỹ cũng lên thiên đàng hết đâu. Có nhiều người Việt của mình á, tại tôi bán cái chung cư rồi, còn chung cư mà tôi vào tôi quay tôi live stream các bạn thấy không tội nữa thôi. Người Việt của mình á, mỗi tháng, nhất là mỗi tháng mà đi lấy tiền nhà hết cỡ.
tại tôi may mắn thôi, trời thương thôi. Anh chị em các bạn biết, không phải là tôi lên đây tôi tự hào hay là tôi khoe mẽ hay là thế này nọ. Tôi chỉ là người phải nói là trời thương. Không phải vì cái lẽ đó mà tôi quay qua tôi mạ lị nước Mỹ hay là nói xấu nước Mỹ hay là nói xấu những người kiều bào khác. Không phải. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy cái thực tế, cái xã hội. Trời, Mỹ nó muôn màu muôn mặt lắm. Các bạn thấy Việt Nam bây giờ sớm giềng, cái khu, người dân mình bây giờ cũng biết làm từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau. Bên đây nói như các bạn biết, cái chỗ tiểu bang tôi ở, tôi thích một cái là muốn ăn được tiền thì chính phủ không phải dễ đâu. Chạy giá chốc giải với nó. Chỉ có Cali á thì nó mới dễ thôi. Bởi nên người ta ùn vì đó người ta ở, rồi người ta tìm cách người ta gặp tiền ngầm chính phủ. Nên Cali nợ nần chồng chất. Cái cà game này ngon lắm các bạn. Cà game này coconut nó làm ngon lắm. Ở Việt Nam mà các bạn biết làm loại này ngon. Nó làm bằng dừa, thơm lắm. Các bạn thấy cuộc sống nó vĩ mà. Nó muôn hình lắm. Không phải các bạn thấy on thêm mà nhà cửa xe cổ rồi bạn thấy ô này qua Mỹ trời ơi chạy da chóc giải chứ không phải giỡn, không cẩn thận cũng văng vô vách chứ không phải giỡn. Không mới cho các bạn biết vô trong mấy khu này á, các bạn có thấy đời sống của những người mà người ta trung lưu á, người ta sống cái đồi lắm. Chiều á dân mà lao động đi về á, rồi những cái khu chung cư các bạn vô đấy họ sống nó tất tần tật lắm. Để ăn hết cho thằng em bỏ uổng. Nói về phúc lợi xã hội Mỹ này kia là cũng vậy, mình mua mình ủng hộ với người nghèo đúng không, chứ thật sự mình cái thấy người ta bán rồi mình mua cái cần kia nhưng mà người ta mừng. Người ta mừng, các bạn thấy nó không bao nhiêu hết. Các bạn nghĩ cây cà ghê đồng sách bông con lên trên chạy đi bán vậy. Nhiều khi mà gặp cảnh sát mới được chạy mẹ. Chạy bán mấy cái đó là nó bán nó không có kiểm định đó. Nhiều khi tụi cảnh sát mà nó thấy á rồi mấy người nó chạy trốn hết bà. Chứ đâu phải giỡn đâu, xã hội mà muôn màu muôn mặt lắm, đủ mọi thành phần á. Nước Mỹ nhiều khi các bạn bước qua bên kia cái khu nhà giàu ở bên đó nó sống, cái khu giàu sang của tụi nó sống một trời một vực. Nhìn qua bên này một cái khu nhà của những người nghèo, họ sống lam đủ. Người thì chạy ăn từng ngày, làm chạy ăn từng ngày, từng giờ, từng phút. Một hồi nó vô trong downtown, các bạn biết vô trong mấy thành phố lớn như vậy, những cái góc ngã tư đó, nó đứng nó xin ăn. Nó xin ăn, thấy tội lắm kìa. Chứ không phải đâu, chứ không phải giống như là tôi ở ngoài kia mấy cái thị trấn nhỏ, vùng ngoại ô, các bạn nhìn thấy nó còn đỡ đỡ một chút. Nhà cửa thì nó đâu ra đó. Còn ở trong mấy cái khu mà gọi là trung tâm nội thành đó, nó ôi thôi nó đủ thứ hết. Các bạn biết nhiều khi những cái trụ mà trụ nước đó, nó làm bằng đồng đó. Các bạn biết cái thời kỳ mà ống đồng nó lên giá đó là nó cưa, tụi ăn mấy thằng ăn trộm á nó cưa. Bởi vì sau này mấy cái chỗ mà mấy cái ống đồng mà chỗ mấy cái vao nước, mấy chỗ mà nước nó làm cái cổng nước để mở cho mấy cái công ty hãng xưởng nhà cửa đó, nó phải mua cái đồ chụp nó rào lại bằng sắt chứ không phải nó cưa nó lấy đồng nó bán. Các bạn biết còn máy lạnh á, máy lạnh mà mình để dưới đất á, nó lại nó cưa nó dở máy lạnh nó đi. Khiếp lắm. Người ta phải mua cái lồng sắt, người ta đậy lại, phá lại.
ở trong khu vực những thành phố nó phức tạp lắm, nó rất là phức tạp. Cuộc sống những người nghèo rồi những người lam lũ trong mấy cái khu này, các bạn biết tụi mẹ tí cơ nó sang bên này nó đi kiếm những cái công ăn việc làm, nó ngồi ở mấy cái xó vậy nè, cứ trả nó 10 đồng 15 đồng giờ, nó làm gì cũng làm để cho các bạn coi. Mấy cái khu này lâu lắm mà mới vô lại chỗ này. Các bạn thấy nữa, cái người mấy người này họ đi làm gọi là lao động thôi, lao động nè, họ ngồi mấy góc vậy nè, 10 đồng 15 đồng giờ. Nhiều khi ấy cần, tôi cần cái gì lúc trước tôi cần cái gì mà làm đó, là nó chạy lại, nó chạy lại là nó thật gì đâu, nó tưởng là mình cần, nó cần việc làm á, các bạn biết. Cứ nhiều khi đó các bạn thấy không, ngồi chờ kiếm công việc làm, ai thuê nó cái gì nó cũng làm chân á, tội nghiệp lắm. Các bạn thấy không, xã hội mà muôn màu muôn màu, người thì ăn có dư có đổi không hết, còn người phải sống bất bả vậy đó. Bạn thấy đó, đời sống mà người ta phải đi kiếm từng miếng ăn miếng mọi thứ, người thì làm tiền không hết, còn người thì làm hoài không đủ ăn, tới tháng trả tiền nhà nhiều lúc phải tội lắm kìa. Các bạn thấy nó ngồi lóc nhóc leo nheo vậy đó, từ sáng các bạn biết tới mùa nóng, mà nó nóng mùa này đỡ nha, mùa này là mát nha các bạn, mùa này là trời mát rồi đó, tới mùa nóng mà các bạn biết 115 độ 120 độ độ F á, mà tới mùa lạnh mà nó lạnh nó xuống 0 độ kìa đó các bạn thấy. Tội nghiệp đó, người ta làm người ta sống 10 đồng giờ 15 đồng giờ, quét rác dọn nhà làm cái giống gì nó cũng làm chứ. Bạn thấy đó, tại cái tiểu bang này nó không có cái, nó không, chính phủ nó không có cho cái phúc lợi xã hội nhiều, nó bắt người ta phải tự đứng trên đôi chân và phải làm để đặng sống, các bạn thấy không? Đó, nếu mình quay cho các bạn vô trong cái khu mà trong downtown, mỗi lần vô là thấy thảm lắm, tại vì đa số công ăn việc làm rồi người này người kia họ dồn vô trong những cái trung tâm thành phố mà kêu họ mưu sinh, còn ở ngoài những cái vùng ngoại ô ngoài đó nó có những cái kỷ cương luật pháp mà các bạn người lạ vô là mà gọi cảnh sát lại nó còng đầu vô cái khu mà bực của người ta đó, đỡ mấy cái thằng mà bao que chị đó nó ra nhà nó ra nó biểu tình đó, nó đâu dám, ông nội cha nó cũng dám bước lại nhà tôi nó biểu tình, tới đứng trước nhà tôi cũng hãm thôi, là bữa đó mà tôi có nhà là cảnh sát còng đầu nó, tại bữa đó tụi nó mai là tôi không có nhà, nó tưởng đâu mình không biết luật pháp á, nó đùa giỡn nó nghĩ là như vậy. Sau khi mà tụi FBI mặc dù Mỹ sờ gái nó kêu nó lên rồi bắt đầu cảnh cáo nó thì tôi cũng tố nó, tôi đưa kiện nó. Rồi các bạn biết bây giờ nó đâu, ông nội cha nó bây giờ cũng dám đụng tới tôi nữa. Tự nhiên bây giờ tôi được luật pháp Mỹ nó bảo vệ. Tự nhiên giờ bây giờ tôi có chuyện gì ở bên Mỹ nè là nó lôi đầu mấy cái thằng bao que ra. Tại vì nó có cái hồ sơ rồi. Gần đây nó hâm dọa nó kêu tôi đi xuống đao thao rồi cầm cờ rồi, mình là người sống hiểu biết luật mà, mình đâu có đi làm cái gì, mình không bao giờ đi quấy rối người khác, mình có quyền bày tỏ cái sự bất đồng chính kiến ở mình trong cái khuôn khổ pháp luật, chứ không phải tự do là anh muốn làm. Các bạn thấy kỳ đó, các bạn thấy tụi nó mấy thằng đó giờ nó tưởng đâu là mình không hiểu luật pháp đó, nó tưởng tôi mới qua Mỹ, nó tưởng tôi đi rửa tiền. Ai nhả đụng vô cái thằng nó cũng biết luật pháp ở Mỹ mà sống ở Việt Nam nói chung cũng vậy, mình biết luật pháp thì nó cũng đâu ra đó, mình hiểu biết luật pháp mình sống mình thượng tôn thì nó cũng đâu ra đó thôi, còn mình không hiểu luật pháp thì mình sống mình lòn lắc thì cái gì nó cũng phải trả cái giá của nó thôi. Ở trên đời này là xã hội nào nó cũng vậy, cho nên các bạn đừng nghĩ ở Mỹ giống cái thiên đàng, nó không có như vậy đâu. Mà ở Việt Nam các bạn thấy ngày hôm nay các bạn được sống trong một cái đất nước rất là thoải mái. Tôi nói thiệt về luật pháp mà ở Việt Nam là hơi bị ngon luôn. Nói chung thì xã hội nó muôn màu muôn mặt,
tôi không thích mấy người mà đi ra khỏi quê hương tổ quốc rồi quay lại nói xấu cái nơi mình sanh ra và lớn lên, cái nơi, cái tổ quốc, cái đất nước của mình. Ngày xưa ăn đó, ỉa đó, múc nước lên lóng phèn rồi đi ra được Mỹ rồi, qua được hải ngoại rồi bắt đầu quay qua chê Việt Nam, chửi, nói xấu, khinh mấy hạng người đó, tôi khinh thiệt á, tự nhiên khinh giả mang, khinh bỉ, không, nó nhục như con cá nục. Cuộc sống chết drop up on thank you. Các bạn thấy cuộc sống mình đi ra hải ngoại rồi, mình lao động, mình làm, mình học hỏi cái hay của đất nước người ta, và mình đem cái chất xám đó về với quê hương của mình, mình phục vụ tổ quốc của mình cho nó tốt hơn. Thấy quê hương của mình xấu thì mình phải trở về mình phục vụ cho nó tốt hơn, chứ không phải ngồi bên kia cứ xuyên tạc rồi nói tầm bậy tầm bạ, không có ra cái giống gì hết. Mà mình nói lại nó là nó đuổi mình về Việt Nam. Các bạn thấy cái không gian mạng này bữa nay, tại vì có một chuyện mình đi vô trong thành phố để hồi nữa, mình sẽ quay cho các bạn coi cái khu mà nó đất trúng cái bất động sản mà mình nói anh chị các bạn á, những người nào mà nó mua với cái giá mà thấy được thì nó lấy, còn mà mình mà làm heo quá đó nó rào mình lại luôn. Các bạn biết có mấy thằng nó rào lại, tao bán nó mình đòi trên trời, nó rào lại rồi làm được gì nó. Nhưng mà những đề mà phát triển như công cộng đó, thằng chính phủ của nó không rào lại, tư nhân thì nó rào. Nhưng mà thằng chính phủ khi mà phát triển như hạ tầng cơ sở đó, như cái quốc lộ, nó mới mở cái xa lộ, nó gọi là cái lúc 101 á, các bạn biết nó mở cái khu dưới này nè, nó đi ngang qua cái khu của Mỏi Da Đỏ. Tụi Mỏi Da Đỏ nó không đồng ý, nó làm heo, nó bắt đền nhưng mà nó làm heo, nó không đồng ý rồi nó không cho qua, nó nói là đi qua vậy làm hư hại mùa anh qua cho mình, nó về cái môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của dân Mỏi nó, người Mỏi Da Đỏ nó không chịu, nó làm chủ cái vùng đất đó mà. Nhưng mà chính phủ nói này là quyền lợi quốc gia, nó vẫn còn thưa kỵ. Ông chính phủ ổng vẫn lấy, ổng lấy, ổng lấy, ổng xây xa lộ lên, tại vì nó cái đó là nó quyền lợi quốc gia. Anh thưa đi ra tòa, ông tòa ổng thấy cái đó bị quyền lợi quốc gia thì nó chỉ đền anh nhiêu đó thôi, cuộc chơi mà. Thì các bạn thấy cái vấn đề mà hiện nay ở trong Việt Nam mình, một số người cho rằng nhà nước Việt Nam cướp đất dân thì tôi không nghĩ như vậy. Có thể một cái phần nhỏ nào, một cái chính quyền địa phương nào đó họ thiếu hiểu biết, hay là họ làm những cái sự việc gây bức xúc trong cái người dân và họ làm sai luật pháp thôi, tôi thấy một số nhỏ thôi, chứ không đến nỗi mà tồi tệ giống như những thành phần mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, tụi nó kêu gào, nó khóc lóc, nó xúi dục người ta đi xuống đường chống phá thế này thế nọ. Các bạn, mấy thằng ăn xin đây nay đi đâu ta, giờ này tới nó đi ăn rồi, chắc nó xách xe đạp nó đi, nó đi xin xong rồi nó xách xe đạp nó đi, nó đi kia đi ăn xong rồi chờ lát ra nó đi xin tiếp. Thường nó hay đứng ở mấy ngã tư gì lắm, ở trong thành phố nó hay đứng mấy ngã tư nó xin, nó đồng nó cũng lấy, 50 xu nó cũng lấy, 2-3 xu nó cũng lấy. Cái giống gì nó cũng lấy đó. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ nhiều khi người ta phải xài đây nè, các bạn thấy người ta sống dưới cái lùm cây như vậy đó, chịu các bạn thấy đó, đó mà sống dưới cái lùm cây như vậy đó, thấy tội không? Tại vì chạy xe chạy qua nhanh để mình chạy lại mình quay với các bạn, họ sống đẩy mấy chiếc xe và chui dưới cái lùm cây vậy đó. Trong cái thành khu đô thị, thị trấn, các bạn thấy nhà cửa đồ vậy, cổng trước cổng sau nó cao nhiều nghịu luôn, chứ thì an ninh mà
trộm cướp đồ dữ lắm, tối xuống là đèn sáng rực, nhưng mà em chạy lên trên cho các bạn xem mấy thằng mà nó ở dưới cái lùm cây. Đa số trong đây dân da màu nhiều, dân Mỹ đen, Mỹ Mễ, dân Việt Nam cũng ở trong đây đông nữa. Dân Việt Nam mình phái ở trong nội thành lắm, cái người Việt của mình cũng rất là phái ở trong nội thành. Nó vui, nó có chợ búa mấy khu người Việt á, khu người Việt đây cũng nhỏ. Các bạn thấy cái gốc cây ở đằng kia để mình chạy lại cho các bạn coi. Những người mà người ta nghèo, các bạn thấy nhiều thằng xe chạy cũ mềm, các bạn thấy rồi nó không có tiền để sửa xe, không có cái nắp luôn. Anh chị các bạn thấy không, để mình lên trên này các bạn thấy bên kia đó, thấy không, người ta đó ở dưới cái lùm cây xe nó chạy án qua rồi, xe chạy án rồi ngay chỗ cái đèn xanh đèn đỏ đó. Mà sống mà ngồi dưới đó, ngủ dưới đó, ăn uống dưới đó, ỉa đá ở chỗ đó luôn. Ý là ở cái ở này là cái bành nó hơi bành đai ở ngoài thành phố thị trấn lớn thôi đó. Nó chưa phải là trong cái trung tâm đó. Xuống cái trung tâm nó còn dưới nữa. À, xuống dưới cái khu mà gọi là downtown á, trung tâm của thành phố á. Còn khủng khiếp nữa kìa. Nó dơ mà rác lên, bên kia thì nhìn những tòa nhà chập chờn cao nhiều đô thị sầm uất, rồi bé đằng sau đó là những con người bần khổ, những con người sống thiếu thốn. Các bạn thấy bên Mỹ cái nọ mà xe những trong đây nó đáp ứng cho những người nghèo rất là nhiều, vỏ xe đó mấy người ta chạy đó, có nhiều người ta chạy hết cái đời rồi nhưng mà nó còn xài được thôi, cái nó đem nó bán lại cho mấy tụi này, như gọi là youth tire. À, các bạn thấy không, rồi mấy người nghèo đó họ mua lại họ xài, tại vì mua vỏ xe mới mắc quá. Mắc quá. Mua cái xe cũ 50 đồng cái vỏ vậy đó mà xài nó không có tốt, xài nó trục chặt hoài, nhưng mà tại người ta không có tiền thành ra họ phải sử dụng như vậy thôi. Nó đáp ứng mọi nhu cầu cái mô hình xã hội hết rồi, nó muôn màu muôn mặt hết rồi, chứ không phải giống như nhiều người mà qua Mỹ rồi ca ngợi nước Mỹ. Như lên mạng tôi thấy có nhiều người họ mở những cái kênh đó, các bạn biết họ tăng bóc nước Mỹ, tôi thấy mà tội luôn, thấy mà ớn luôn. Các bạn thấy xã hội mà thấy những cái nơi này đó, ở trong đây vô đây đó, nó bán vỏ xe cũ rất là nhiều. Các bạn thấy cái gốc cây dưới đó không? Có một số người đó họ ở dưới đó cái gốc cây đó đây, cái gốc cây đó họ làm giống như thành cái nhà của họ, với nơi che nắng che mưa thì cứ lấy tấm bạt che lên đầu, họ sống như vậy. Các bạn thấy cái người nghèo vô trong những cái khu trung tâm downtown gì đó mình mới thấy cái xã hội nó như thế nào đấy. Bạn thấy nó muôn hình muôn màu muôn mặt lắm. Cái này lại mình muốn cho anh chị các bạn thấy về cái bộ mặt xã hội Hoa Kỳ, để các bạn mai này có muốn sang Mỹ để đặng mà mình học hỏi những cái hay, mình sẽ nhìn thấy được, mình chuẩn bị được một cái tinh thần, mình không có bị hoang mang. Có nhiều người thần tượng nước Mỹ quá, rồi khi mà qua rồi bị hoang mang và suy sụp. Các bạn thấy đời sống con người ta trong mấy khu này vất vả trăm bề anh chị em các bạn, chứ không phải Việt Nam không đâu. Làm ăn bây giờ nước Mỹ nó không khổ như ngày xưa đâu. Bây giờ công ăn việc làm cái gì cũng vậy, phải có trình độ, phải có kiến thức, còn không thì mình phải đi làm gọi là lao động phổ thông tất tần tật thôi, chứ đâu phải qua Mỹ là được ông làm bà làm quan làm tướng hết đâu. Nó là một cái xã hội muôn hình muôn mặt, muôn màu muôn vẻ. Có những người người ta đến nước Mỹ người ta thành công, nhưng có những người người ta không thành công, người ta quay trở về quốc gia người ta lại. Nghe bà cái thằng
các bạn biết cái thằng Facebook này, cái thằng co-CEO mà đồng hành với ông Mark á, nó thấy nó đủ tiền rồi, nó là nó giàu lên rồi, nó từ bỏ quốc tịch Mỹ, nó quay về quốc gia nó. Cái quyền lợi của mỗi người thôi, cũng giống như tôi vậy. Tôi thấy quê hương của tôi quay trở về, tôi hồi hương và tôi quay trở lại Mỹ, tôi làm việc và kinh doanh theo cái khả năng của mình, cho đến khi nào mình không còn kinh doanh được nữa thì mình về bển mình ở luôn. Hả, đâu có gì đâu. Hello anh Danny Nguyễn ở Arizona. Arizona nó là tiểu bang mới 100 năm mà anh ơi, mới bị điện thoại, các bạn không, mới bị điện thoại cho nên cái điện thoại nó tắt một cái, nó quăng du. Anh biết bây giờ là đỡ rồi đó anh Danny, bên đây có mười mấy ngàn người Việt Nam à, cả một cái tiểu bang đó, anh nghĩ đi, có khoảng chưa được 18.000 người nữa, thì một cái số rất là nhỏ. Mà anh biết hồi đó tôi qua có khoảng chừng 3.000 người đi kiếm người Việt Nam đỏ mắt. Còn ở đây thì cái tiểu bang này nó còn mới mẻ, cho nên bây giờ nói chung là nó mới xây cầu, xây đường, hạ tầng cơ sở lên được hoành tráng hơn đó chứ. Cái hồi xưa thì nó còn quang bu hơn bây giờ nhiều lắm. Hồi mà 30 năm về trước anh Danny biết, nó quang tàn hơn bây giờ. Anh mà qua anh thấy nó là anh bỏ anh đi. Mà tôi qua tôi tới rồi xong rồi tôi ở luôn. Tôi nói là ông trời ông cho tôi đưa tôi tới đây, chắc là thôi tôi ở đây. Có mấy người bạn họ kêu về Cali ở, nói thôi. Qua xong rồi tôi thấy ớn chờ đậu, thấy cộng đồng Việt Nam, thấy đời sống bên đó, thấy mà ớn. Có mấy người vừa cũng quen họ dẫn qua bên tới Texas, qua đó cũng mấy lần, thấy cũng ớn, thấy cộng đồng bên đó cũng dội bằng đạn. Ở bên đây người thưa đất rộng mà nó ngày xưa dễ làm ăn, bây giờ thì nó cũng tạm ok. Nhiều cái dân mà ở tiểu bang khác họ dọn về đây, họ ở nhiều lắm, họ về cái tiểu bang tại vì nó được ưu đãi thuế. Chính phủ ở đây nó ưu đãi những cái người mà tiểu thương đó, là nó tạo cái cơ hội, nó đánh thuế thấp và nó tạo nhiều cái ưu đãi cho cái tiểu thương để người ta tới. Không những công ty lớn cũng vậy nữa, nó không có nghiệp đoàn, nó không có union. Cái đó là những cái công ty lớn nó thích, tại có union nghiệp đoàn đó, nó phức tạp lắm, nó hay biểu tình đình công, cho nên mấy cái đã công ty lớn nó về đây nhiều, nó về đây để đặng mà nó làm việc ở đây đó, tại nó tránh cái nghiệp đoàn. Ở đây thì nói chung thì nó không có những cái khu du lịch gì hết trơn á. Muốn đi du lịch á thì phải đi cả mấy trăm cây số về hướng bắc của cái tiểu bang này. Các bạn biết cái trường đại học này hồi xưa nó chỉ là một cái college thôi, một cái college tư nhân đó. Nhưng nhỏ xíu à, nó đi qua nó có tí nị, sau này nó phát triển mạnh lên, nó lên thành cái trường đại học cao học university đó. Nhờ khi mà nó lên university rồi tôi trúng cái miếng đất trong này, trúng một cái ngọt sớt luôn. Tôi kể anh chị em các bạn nghe như một lần rồi đó, là cái thằng trong này, những cái người nào mà mua đất đai ở chỗ này là tự nhiên là trở thành gọi như là million hết. Cái trường đại học này bây giờ đang nổi tiếng lắm, nó gọi là Grand Canyon University, nó đang đào tạo những học sinh khắp trên thế giới. Nhỏ con tôi nó cũng học ở đây, nó học năm thứ hai rồi, nó học về cyber security, là học bên an ninh mạng. 2 năm nữa là nó ra trường, nó được học bổng toàn phần. Tại vì nó học giỏi thì nó được mấy cái họ quỹ học bổng đó, người ta cho nó. Các bạn thấy bây giờ nó lớn khủng khiếp luôn. Đây, đây là những cái khu nhờ nó bành trướng ra, nó phát triển ra. Và những cái khu dân ở bên cái hướng bên này nó mua giá cao coi như là ngất ngưỡng luôn, tại vì nó là tư nhân mà. Thằng này thì bắn mắt quá, nó không mua đất rào, thằng này thằng đó các bạn biết, nó rào đó lại, nó rào tròn đó lại luôn.
thằng nào mà làm giống như nó mua mà còn làm eo nó làm giá quá, kiểu giống Việt Nam mình như dân quan đòi cao quá đó, thì nó cho văng vô vách nó rào lại. Để tôi vô cái khu này cho anh chị các bạn xem, nó chiếm lãnh nguyên cái khu này mà. Hồi xưa nó một cái trường đại học, trường gọi là cao đẳng nó xíu à, mà tại vì nó là tư nhân, rồi sau này nó có mấy cái giới giống như tài phiệt tài trợ cho nó lên, nó bắt đầu nó có tiếng, nó lên thành university là cao học á anh chị các bạn. Nó đào tạo kỹ sư, bác sĩ, những chuyên ngành lớn 4 năm trở lên. Ngày xưa nó chỉ đào tạo 2 năm thôi, bây giờ nó đào tạo là 4 năm. Bên này nó 4 năm, nó gọi là 4 năm là chuyên ngành như kỹ sư, những cái ngành nghề mà nó gọi bằng cấp nó cao đó, ở university. Còn college thì nó chỉ đào tạo AA hoặc là associate degree với lại là BS degree thôi. Nó đào tạo 2 năm. Các bạn thấy ở trong đây thì nói chung xe cộ thì nó cũng đông, người thì cũng rất là đông đúc, đường xá thì nó cũng chật hẹp hơn khu trung tâm mà. Vậy như cái khu này hồi lúc trước mà ai làm chủ ở những đất đai ở khu này coi như là hốt bạc, tại nhờ cái tụi tư nhân này nó vào nó phát triển. Cái trường đại học của nó cần xây rộng ra, nó xây ra chỗ đậu xe, nó xây những cái dorm, những cái nhà trọ, những cái nơi mà cho học sinh toàn thế giới mà. Các bạn biết tới người ta du học rồi, tới người ta học. Hồi xưa ở đây là các bạn biết là nhà cửa, toàn là khu nhà cửa mà, nhà cửa chung cư. Mà bạn biết hồi xưa ở đây đó, tôi còn nhớ chiều xuống đó, mấy đứa phụ nữ mà nó đi, nó gọi là mấy con đĩ, mấy con điếm á, mấy con hước cửa, nó đi ngày ngoài đường. Thì khi mình vô mình lái xe nó gõ cửa, nó hỏi đi với nó không, 20 đô, 40 đô. Nhìn nó sợ mẹ. Các bạn biết đó, cái khu này là hồi xưa nhà chung cư đó, bây giờ là nó mua hết rồi. Các bạn biết ai mà làm chủ đây là chỉ coi như là ta coi như là mình cũng bỗng dưng mình trở thành nhà giàu á. Các bạn biết đã lắm đây. Wow, cái nhà này nó mua rồi ta. Cái mấy cái nhà này nó mua rồi mà nó chưa đặt, các bạn thấy mới là nó mua rồi. Nó sơn màu của nó mua rồi, nó về nó để cho học sinh thuê, nó chưa có đặt. Các bạn thấy nó cho thuê 800 đồng một tháng, 800 đồng một tháng, hay một cái du lịch gì đó, có hai phòng ngủ trong đó, hai phòng ngủ một phòng tắm trong đó, 800 đồng một tháng. Nó cho học sinh thuê đó. Học sinh nó thuê, những người mà làm chủ đất ở đây, các bạn biết bây giờ là người nào cũng ngồi trong tay là 500-600 ngàn, bạc triệu đô trở lên không, chứ không phải là giờ là ít. Tại vì cái trường đại học này nó phát triển cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ không thể nào tưởng tượng nổi, tới nỗi mà không ngờ luôn đó. Các bạn biết ngày xưa đường xá ở đây đâu có sầm uất như bây giờ, tại bây giờ trường học nó cất lên rồi đó. Đây là cái chung cư của tôi ngày xưa nằm đây, nằm đây cái miếng đất có chút xíu rồi. Đấy, các bạn thấy không? Hồi xưa nó tôi nằm ở đây à, cái chỗ này nè, còn nhớ lại cái chỗ này. Đấy, hồi xưa là tôi có sáu cái du lịch, một cái chơi chung cư, có miếng đất chưa được 1/4 mẫu chút xíu, khoảng 930 ngàn. Là hồi lúc đó là tôi mua có 157 ngàn thôi. Lời ngọc sớt hả? Để đàn nó mua, các bạn, nó mua này lại để mai nay nó làm cái chỗ đậu xe cho học sinh. Các bạn biết thì nó cất như cái chỗ này là chỗ đậu xe cho học sinh, 40 ngàn học sinh luôn à. Các bạn nghĩ trên toàn thế giới rồi, nó cất những cái chung cư, những cái dorm cho học sinh nó ở. Hồi xưa đây nhà cửa hoang vu, không phải hoang vu, nhà cửa sụp lụp sụp lệ sệ, chung cư lộn vậy, khu người nghèo mà, đó cho đầu 6 gia đình người Việt ở.
cứ mỗi tháng vậy, đầu tháng với ra thu tiền nhà. Rồi giờ thì bán rồi khỏe, không có phải làm nữa. Hồi xưa mình làm mình phải sửa chữa rồi maintenance mọi thứ đó. Các bạn thấy đây là còn cái khu mấy trên này nè, nó đền cho người ta mà nó mua, mà mấy thằng này nó tham quá. Tôi lại cho anh chị em các bạn xem, nó rào lại. Thằng nào mà bị nó rào lại coi như đó xong, nó xong coi như nó rào lại là chỉ mai mốt là năn nỉ nó mua thôi, nó cũng không thèm nữa. Lúc đó là nó mua giá rẻ, tới vậy tham, nó thâm là vậy đó. Tham thì nó ra thành thâm ở trên này nè, cho các bạn coi nó rào lại hả, nó cất. Các bạn thấy không, cái khu này là nó cất trường học lên hết. Hồi xưa ở đây là chung cư nhà dân ở cái trường đại học, 40.000 người mà đâu phải ít đâu. Đấy. Cái anh này bị gào lại. Các bạn biết, nói đúng ra cái thằng này đó, ngày xưa đó là bạn của tôi chỉ nó mua cái chung cư này. Lúc mà nó lên đó, hồi đúng hổm á, nó kêu nó bán đi, người ta trả 700, hồi xưa nó mua cũng đâu 129.000 đô thôi. Thằng này nè, nó rào này lại, coi như này chết chắc. Các bạn thấy không, kêu nó bán đi, nó tham quá, nó đòi chiêu gửi. Cái thằng trường học này, mày đòi chiêu gửi, giờ tao không cần mày nữa, tao rào lại mày lại. Các bạn coi như này chết cứng luôn. Thay vì nó trả 750.000 không chịu bán, tham. Đấy, cuối cùng giờ nằm luôn. Mình nhớ, cho thuê nhà giờ phê lắm anh chị, các bạn biết cho thuê nhà bây giờ vất vả lắm. Không phải như hồi xưa bên Mỹ này cho thuê nhà cửa nó phải sửa chữa hư hao, nhiều khi tối đang ngủ gì nó gọi. Hồi đó mình còn độc thân đồ mình đó, thì mình làm được. Is that the way to get out over there? Where are you trying to go? I go to 29th Avenue and Missouri. 29th Avenue, Missouri? Yes. Now you're going to have to go ahead and do a backup right here. Oh. And back out that way. Oh, okay. All right, so go back out that way. Thank you. Hồi xưa mấy cái đường này là nhà người ta ở, bây giờ vô mấy khu trường học rồi các bạn biết, cảnh sát nó mướn cảnh sát bảo vệ rồi. Bây giờ nó đâu cho mình vô nữa đâu, giống như hồi xưa đâu. Các bạn thấy không, trường học bên Mỹ, nhất là mấy khu trường đại học, nó sợ xảy ra những cái vấn đề mà án mạng rồi. Các bạn thấy người ta sống, tụi mẹ nó thuê nhà bắt đầu nó sống nó bán. Bạn thấy không đó. Họ tìm đủ mọi cách để họ mưu sinh hết. Thằng này tiêu rồi, thằng này bị nó rào vậy là tiêu rồi, húp cháo luôn. 750.000 không chịu bán cha chứ rồi. Coi như là mày dân vô dắt rồi. Bởi vì đầu tư làm ăn gì vậy, đừng có tham, tham thì nó sẽ thâm. Hôm cách mấy tháng gì trước nó hỏi tôi giờ làm sao, nói giờ thì bán rẻ thì nó mua, còn bán giá cao quá nó không thèm mua, nó rào rồi. Làm được gì nó đây, nó rào mà giờ nó chơi, nó độc quyền, nó bao bay mình hết rồi. Mình người ta muốn vô đây người ta thuê nhà rồi người ta ở cũng bị lép, nó bất tiện đủ mọi thứ hết. Học sinh nó muốn ở thì nó phải ở trong những cái dorm như vậy. Các bạn thấy có cảnh sát bảo vệ rồi, nó cầm súng cầm ống cầm còng rồi, mặc áo giáp rồi, nó đứng nó giữ an ninh. Còn ở chỗ đó nó đâu có an ninh, các bạn thấy không? Chứ là tôi chạy vô cái khu đó thôi mà nó còn cho vô. Ngày xưa là một con đường đi vô thoải mái, bây giờ nó không cho vô nữa, tại vì nó thuộc cái vùng tư nhân rồi, nó mướn cảnh sát. Thôi mình có điện thoại rồi. Xin chào anh chị em các bạn nha. Nãy giờ live cũng lâu lắm rồi. Bye bye.